Hình như cô nghỉ hưu rồi. Cậu có số liên lạc của cô không? Face của cô đây cậu. Gì đấy? Có gì đâu. Cậu là tao ấy mà. Nhìn nghi lắm nha. Cẩn thận chị mày đấy. Chị mày tinh lắm đấy. Thật mà. Mẹ có cô bạn thân làm hiệu trưởng cấp 3, đang cần một giáo viên thể dục. Ôi, việc con làm với cả việc dạy ở trường nó khác nhau mà. Sao mẹ nói gì con không nghe thế nhở? Thế thì lấy vợ đi. Rồi hai vợ chồng ra mà ở riêng, đỡ phải nghe ông bà già này cằm rằm. Người yêu còn chưa có, lấy vợ kiểu gì? Mẹ cứ trêu con. Mẹ có rất nhiều học trò cũ, vừa xinh, ngoan, mà mẹ lại biết rõ nữa. Nhá. Ôi, thời buổi nào rồi mẹ còn mai với mối. Những học sinh của mẹ không thích con thì sao? Sao có thể không thích được chứ? Ôi. Thôi nhá. Chỉ được. Để thận tự nhiên nhé. Con lên phòng đây. Này, thì uống nước đi đã. Hơi nhiều đường nhé. Cô nói này, lần sau đến thăm cô ấy thì đừng mua cái gì nhá. Đến với cô là vui lắm rồi. Khóa các em là hay đến thăm cô nhất đấy. Mà cũng mấy năm rồi cô mới gặp em ấy nhỉ? Vâng ạ, nhà em vào Nam cũng được mấy năm rồi cô ạ. Có đợt em ra Hà Nội qua thăm cô mà nhà cô lại chuyển đi mất rồi. Hôm trước họp lớp, em phải xin các bạn địa chỉ nhà cô thì mới biết đấy ạ. Đúng rồi, lúc cô dạy các em là vẫn ở khu tập thể cũ. Mà cũng 7-8 năm rồi. Nhanh thật đấy. Lớp mình lập gia đình gần hết rồi, chỉ còn mấy đứa ế như bọn em thôi. Mới có 23-24 tuổi ế cái gì chứ. Tú nhà cô kia kìa, 26 tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai đấy. Thế ạ? Em uống nước đi. Vâng, em mời cô ạ. Sao không ở lại ăn cơm với cô? Chả mấy khi em đến chơi. Dạ, em biết nhà cô rồi, em sẽ tới thường xuyên hơn cô ạ. Với lại tối nay em có lịch dạy nữa, em cũng không nghỉ được ấy. Vậy lúc nào rảnh qua chơi với cô nhá. Dạ vâng ạ.